một phần nữa để dâng lên tổ tiên ông bà và ba của cháu Hiền. Thì giờ xin phép thì là cho cháu mở quả trầu cau gia đình lên để dâng lên cho ba cháu. Hai em tôi có gửi sang chị là 5 triệu đồng. Và trao cái số tiền này là để cho các cháu lúc quả là quả. Miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khan thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thiền đã sang sông đậu bến uyên ương đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa cặp ở nhà Trang. Tôi xin được giới thiệu phần gia đình mọi người gái. Đây là mẹ cháu, mẹ cháu Hiền. Đây là bà ngoại cháu Hiền. Đây là hai bác của cháu Hiền. Còn ông cậu về, ông cậu không biết đi đâu rồi. Còn các cậu nữa thì dừng ở đây và các anh chị thì các kia. Sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả tươi đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa.
xé nụ cười. Mừng ngày thành hôn, có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn, có nụ cười chia sẻ.
thì tất cả những nghi thức đã làm xong rồi. Bây giờ thì đến lễ rước dâu, giờ chúng tôi đã rước được dâu về nhà. Thì ở bên gia đình nhà gái thì nhà gái làm theo thủ tục nhà gái. Thế bây giờ về đến nhà trai thì chúng tôi cũng làm theo nghi thức của chúng tôi. Thì giờ thì cũng trình cùng ngoại của cháu Hiền và thân mẫu của cháu Hiền là tất cả cô chú bác và cái gia đình cháu Hiền. Thì bây giờ chúng tôi cũng xin phép chấp nhất là để cho chú Chí và cô Đào lên để đốt nhang thắp hương ông bà, để cho hai cháu để nói lại ông bà. Sau đó thì gia đình nội ngoại rồi có một cái vật gì để cho cháu để làm kỷ niệm thì chúng ta làm tiếp. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cách bóng 10 giờ bên chú rể lên. Bác Đôn đây là gia đại gia đình đại diện cho gia đình bên ngoài, anh như đây thì cho các cháu món quà, thì là thưa mời ông nội cho cháu trước đi, nội nói to lên để ông nội không có gì hơn cho hai cháu, đây là cháu Đức Tôn rồi đưa cho chú bà đây kính chào chú bà và 1 triệu đồng và hai cô anh chị quý gì là xí đỡ cho con hai cháu. Hai cháu, chú xin có gì nói tặng cháu chiếc nhẫn. Tình cờ gặp rồi làm quen, nợ duyên nào ai đưa lối. Bắc cầu cho chúng ta đã yêu nhau dạo ấy đến nay, bao nhiêu với nghĩa vợ tình chồng. Em đã cho âm tình dịu mát tựa cơn gió sớm, dù cho lòng anh đi vào nỗi giang trần dầu dãi phong sương. Cho em những nụ cười ngất ngây,
rồi tình đưa ta đến đến nơi chốn nào thật xa vắng, rồi tình đưa ta đến chốn nào sẽ em mãi muôn đời. Chúa cúc cho họ và phán rằng hãy sinh sôi nảy nở, chớ lại
Chúa ở cùng anh chị em. Bài Thiên Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người phái đến cùng Chúa Giêsu để hỏi cùng Chúa rằng, người ta được phép ghi gì tờ mình bất cứ vì lý do gì không? Chúa đáp lại: các ông đã chẳng đọc thấy rằng ngay từ thuở ban đầu Đấng tạo hóa các sự loài người có ăn có ngủ